Rồi, cửa hàng máy điện thoại xin chào ha. Thì theo nhu cầu anh chị em thì hôm nay em test game nặng trên con siêu phẩm quốc dân ha. Đây, Samsung Galaxy Note 9 nha. Chơi game cực kỳ là ngon luôn. Rồi đây. Mà anh chị trải nghiệm tựa game này cùng với em nha. Đây em đang chơi tựa game Advance này. Advance 9, một tựa game cực kỳ là nặng luôn nha. Wow, chơi game trải nghiệm trên con máy này rất là sướng luôn. Một chiếc màn hình to, RAM 6GB, có 2 SIM luôn nha anh chị. Chơi là quá đã luôn rồi đây. Màn hình tràn viền, thực sự chơi những game FPS đua xe như thế này rất là sướng. Cực kỳ là mượt nha. Wow, hình ảnh quá là đẹp luôn. Về nó chính thì máy bên em là máy full chức năng hết ha anh chị ha. Đặc biệt là em đã test rất là kỹ rồi. Đây, một con máy bên em đây và em có rất là nhiều màu ha. Mình thích màu nào mình lấy màu đó thôi. Tại vì sao em nói đây là con siêu phẩm quốc dân? Tại vì ở thời điểm hiện tại, con này bên em đang bán giá quá là rẻ luôn. Ai cũng có thể mua được hết, cực kỳ là ngon luôn. Đây, em đem nó ra test game cho anh chị xem đây. Ai mà còn bâng khuâng hay là lăn tăn gì về vấn đề con này chơi game ngon không, hay là hiệu năng con này như thế nào, thì đây, mời anh chị cùng xem cùng với em ha. Trải nghiệm cực kỳ là ngon luôn. Chữ em F-Fan 9 đây. Wow, không hề có giật lắc gì luôn nha anh chị, cực kỳ là ngon luôn. Nói đến thông số cấu hình thì con này được trang bị RAM 6GB, bộ nhớ 128, đi kèm với viên pin 4000, có hỗ trợ sạc nhanh và có 2 SIM luôn nha. Thao hồ lưu trữ luôn. Wow, màn hình cực kỳ là to luôn, 6,4 inch, tràn viền hết rồi. Bởi vậy anh chị thấy không ạ, em chơi game trải nghiệm quá là đã luôn. Màn hình to, tràn viền, đặc biệt là con này nó có hỗ trợ loa kép luôn, cực kỳ là ngon ha. Đây, quá là mượt luôn. Đây, loa kép trên dưới ha. Và em có rất là nhiều màu luôn, màu bạc, màu tím, màu trắng, màu đen. Giống như con này cầm ra đây màu cà phê ha, cực kỳ là ngon luôn rồi. Rồi, nhắc đến dòng Note thì không thể nào thiếu S Pen ha. Đây, viết S Pen, em viết cho mọi người xem ha. Note 9 nè, cực kỳ là nhạy luôn, anh chị thấy không ạ? Đây, rất là nhạy luôn nha. Bởi vậy ở thời điểm hiện tại con giá máy này giá quá là rẻ luôn rồi, cực kỳ là ngon luôn ha. Màn hình 6,4 inch, coi YouTube trải nghiệm cực kỳ là rõ nét luôn, anh chị thấy không ạ? Hình ảnh cho ra rất là chi tiết sắc nét, quá là đỉnh luôn. Thì con máy này hiện tại bên em là máy full chức năng ha, có hỗ trợ trả góp và bảo hành đầy đủ, ship code toàn quốc ha. Ship code thì ship đến, mình kiểm tra máy, test máy ok hết rồi mình mới thanh toán ha. Trả góp thì hồ sơ nhanh gọn thôi, không chứng minh thu nhập, không gọi người thân gì hết, 5-10 phút là xong rồi. Riêng hôm nay em làm hồ sơ trả góp con này rất là nhiều ha. Đây em lấy con bạc, màu bạc titan lên cho mọi người xem ha. Wow, rất là đẹp luôn nha anh chị. Đây, màu bạc titan hoặc là màu đồng cà phê ha. Em có đầy đủ tất cả các màu luôn ha. Rồi đây, trải nghiệm trên YouTube trên con này thì thật sự một chiếc màn hình to nó quá là đã luôn. Và em chỉ xài duy nhất một số tài khoản như trên màn hình thôi nha. Ngoài ra bất cứ số tài khoản nào khác đều là giả mạo bên em ha. Đây, nhắc đến thông số camera thì con này được trang bị camera kép ha, vân tay, móng mắt, mẫu hình, mã pin đầy đủ hết. Đây em xin test nhanh một tấm ảnh camera nó chính ha. Wow, được trang bị camera kép kèm theo các cảm biến chống rung quang học, bởi vậy hình ảnh cho ra rất là chi tiết ha, mịn màng. Dòng chữ rất là nhỏ thôi nhưng mà em này bắt nét rất là tốt, không mờ hình ảnh gì hết nha. Đây một chữ nhỏ, rất là nhỏ hơn trên cái hộp nhưng mà em đều lấy nét đầy đủ hết nha. Có camera góc rộng luôn nha, full tính năng hết rồi, lướt web đọc báo là quá là ngon luôn. Đây em mở cấu hình lên cho mọi người coi nha. Đây RAM nó là RAM 6GB, bộ nhớ là 128GB nha, lướt web đọc báo là vô tư luôn rồi. Đây màn hình to, lướt web rất là sướng luôn, cực kỳ là ngon luôn anh chị thấy không ạ? Lát rất là nhanh luôn, trải nghiệm YouTube, chơi game, xem phim là quá là tuyệt vời luôn rồi. Bởi vậy đây là con máy cực kỳ là đáng mua ở thời điểm hiện tại ha. Anh chị nào mà có máy mình chạy chậm, đơ lắc, máy cũ rồi qua em hỗ trợ thâu lại, mình lên đời con này xài cho nó sướng ha. Đây, nó chính em vừa về thì con này là con siêu phẩm quốc dân rồi. Bởi vậy giá bên em để rất là rẻ luôn. Anh chị nào muốn đặt mua, nhắn tin gọi điện trực tiếp qua số Zalo trên màn hình nha. Ngoài ra em bán máy tại cửa hàng, có uy rất là uy tín ha, có phiếu bảo hành đầy đủ, không bán ở quán cà phê lề đường trà đá gì hết. Đây có cạc vi xích đầy đủ của bên em luôn nha. Bởi vậy anh chị nào mà gần mình qua trực tiếp test máy, em giới thiệu tất cả các tính năng luôn. Còn ngoài ra
xa, thì anh chị nhắn tin gọi điện trực tiếp qua Zalo cho em nha. Em gửi hình ảnh chi tiết máy cho mọi người xem luôn. Rồi, em là chuyên các dòng Samsung, LG, Oppo, iPhone nha. Vừa vừa cũng có mà đẹp cũng có. Con này em có rất là nhiều màu đầy đủ các loại luôn cho mình lựa chọn ha. Tết rồi, mình chọn con máy Samsung Galaxy Note 9 siêu phẩm quốc dân này, xài cho nó ngon nha anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều ha.